Ngang tàn ngang sức. Ai lên trước ạ? Dạ hay em lên trước cho. Không, anh lên trước cho. Thôi chị lên trước cho. Quản tụi chị, quản ai thắng đi chị Boca. Quản tụi chị ai thắng quyết định. Chị run lắm, cho chị lên trước đi, chị em giải tỏa đi. Em biết một... sao phòng chờ sao chị biết đi. Quản tụi chị. Cái gì? Mặc cái búa. Chị con gái chị đi dép cao. Em không nhường chị nữa. 1, 2. Em gái gì? Em gái búa. Chị ra đi. Rồi em gái búa đi. Ra gì? Chị ra kéo. Chị gái gì kệ chị chứ. Chị ra kéo đi. Không, em làm cái gì có quyền biết được chị gái gì. 1, 2, 3. Đó. Chị thắng, chị quyết định, chị lên trước. Không thể tin được. Không bao giờ vượt qua được phụ nữ. Một người từng trải cho hay. Đi sao? Đây, để xem là những câu hỏi của cái vòng này nó như thế nào. Trời ơi, quá dễ. 2 phút dành cho Buka. Nhanh như chớp. Câu đầu tiên, cơm gì không cần nấu vẫn ăn được? Cơm hả? Cơm dừa, cơm sầu riêng. Lên. Ô, hay quá. Cơm dừa là cái cơm ở trong trái dừa đó, cái phần trứng trắng đó chúng ta cạo ra là ăn thôi. Cơm gì có mùi chua mà vẫn ăn được? Cơm gì có mùi chua? Cơm mẻ. Lên. Hay quá. Cơm mẻ chua mình phải ăn được, mình có thể dùng để nấu mẻ, nhiều mẻ, món à, bò nhúng mẻ đồ. Đúng rồi, đúng rồi. Cơm gì không ăn ở nhà? Cơm không ăn ở nhà. Cơm hàng cháo chợ. Lên. Hay quá. Câu này dễ nè mọi người. Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau. Chim chấm chấm chấm, cá chấm chấm chấm. Chim xa cá lặn. Lên. Hay quá, câu này cũng biết. Đúng rồi. Một người tên là Tí. Ai tên Tí? Đây. À, ba Tí à? Tí chở trứng đi bán nhưng bị rớt vỏ trứng. Bà con phụ Tí nhặt trứng, hỏi có bao nhiêu quả trứng còn nguyên. Đố chữ. Từ từ nha. Tí chở trứng đi bán, Tán chở trứng đi bí. Đố chữ đúng không? Nhưng bị rớt vỏ trứng. Nhưng bị rớt quả trứng, rớt quả trứng, trứng vỏ chớp. Không được. Bà con phụ Tí nhặt trứng. Bà con bòn cả à, phụ Tí phỉ Tú nhặt trứng nhật trắng à. Nói cái gì vậy? Bà con đang lái từ từ. Bà con. Còn con ba. Bà à? Còn ba. Vì sao? Vì bà con là còn ba. Lên. Hay quá chị ơi. Buka, Buka. Chà, cái câu này là phải là mấy người trên mạng Buka MP3 là ok liền à. Âm nhạc đúng không? MP3. Đố thêm một bài hát. Dạ. Nghề nào mà rapper đen vâu không muốn làm vì anh tự nhận mình làm không tốt? Dễ. Diễn viên tồi. Lên. Hay quá. Đám mây chiều hôm qua không giống đám mây của chiều hôm nay. Thôi đừng hát. Ai đâu muốn nói. 2 chấm xuống dầu. Mình ráp một đoạn khác của Đen Vâu đi cho nó mọi người dễ biết đi. Em như con cáo, anh như chùm nho xanh, tim còn trẻ và đẹp nhưng không dành cho anh. Dạ. Yeah. Trời quá dữ rồi. Câu tiếp theo, đố chữ luôn. Trường Giang yêu Nhã Phương đến mức đổ bệnh thì gọi là gì? Đố chữ. Đến mức đổ bệnh. Đổ bệnh à, đến mức đổ bệnh thì gọi là bệnh hoạn hả? Là bà tổ. Hôm nay phân tích. Trường Giang yêu Nhã Phương. Chốt. Đổ bệnh. Bệnh tình. Lên. Ê cái này dễ nè. Ủa dễ hoài, đừng có dễ, con suy nghĩ lâu lắm. Tật xấu nào mà ba hay mắc phải? Tật xấu nào mà ai? Ba mình hay mắc phải. Ba hay mắc phải là ba tật xấu. Ba. Ba xấu. Hết chưa? Tật xấu mà ba hay mắc phải. Từ đây từ. Là câu đố chữ. Cho con trả lời cái. Rồi trả lời đi. Tật xấu mà ba hay mắc phải. Ba phải. Đúng rồi. Trời ơi. Cái đó con nói là đừng có cho cái tiếng tít 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 đó, nó áp lực lắm. Mỗi lần cái tiếng tít 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 nó tít ra là không suy nghĩ ra được gì nữa hết á. Không sao cả. Buka đã mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Chúc mừng. Cậu trả lời nhiều quá à. Áp lực. Thật
Nhưng mà dù gì mình cũng mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Hồi nãy là Khánh Vân là 8. Trời ơi, cũng dữ dữ không ha. Đội mạnh cũng quá. Học sinh tiên tiến không đó. Dạ. Xém học sinh giỏi. Xém học sinh giỏi đó. Chúng ta cùng gặp gỡ lại ca sĩ Hồ Phi Nan. Buka hiện tại mang về 7 đáp án liên tiếp chính xác. Mình phải mang về số 8 mới chiến thắng ở vòng này. Buka, Buka hợp số 7 quá. Số 7 số may mắn đó. 7 nổi đúng rồi. Nan là ba chim. Ủa kì á. Đừng có tự ti như vậy. Ta câu hỏi của miền Tây cũng dễ dễ không ạ. Okay, mời lên. Dễ không mà. Trước khi mình vào cuộc chơi thì Harry muốn nhờ Final một chuyện là Final nếu cái gì mà nói cái chữ vờ vờ thì mình cứ phát âm vờ vờ dùm Harry với. Đôi khi Harry không có nghe rõ thì Harry không biết. Ok. Ok, thank you. Kính thưa quý vị, Hồ Phi Nan đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Cơm gì không cần nấu vẫn ăn được? Phân tích. Nói chuyện đi. Nhiều lắm. Như quê mình á. Nói đại đi, nói đại cơm mẹ đi. Ok, nói đại là cơm mẹ. Ok. Vâng, không chính xác. Đáp án là cơm dừa. Cơm dừa là nạo á. Nạo ra đó. Cùi dừa đó, gọi là cùi dừa đó. Vậy vậy nha. Cơm gì có mùi chua mà vẫn ăn được? Cơm mẹ. Chính xác. Cơm gì không ăn ở nhà? Cơm tiệm. Đúng rồi. Hợp lý. Điền các từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu thành ngữ sau. Chim chấm chấm chấm, cá chấm chấm chấm. Chim bơi cá lội. Chim bơi cá lội. Không chính xác. Câu thành ngữ. Chim xa. Chim xa cá lạng chẳng hạn. Chim bơi, chim nào mà bơi. Chim mà bơi. Chim cánh cụt bơi. Chim cánh cụt bơi. Câu đó là chế. Ý là nói chim cánh cụt hả? Nan nói là Nan chế. Dế. Đi thi chung kết mà chế. Rồi, đây là đốt chữ. Tí chở trứng đi bán nhưng bị rớt vỏ trứng. Bà con phụ tí nhặt trứng, hỏi có bao nhiêu quả trứng còn nguyên. Nè, có một người đi chợ trứng bán, rớt trứng quá trời, bà con xúm lại nhặt trứng, hỏi còn bao nhiêu trứng. Đố chữ, bà con xúm lại, còn bao nhiêu quả. Bà con là bòn ca. Đúng rồi, bò ca. Hay quá. Xúm lại là sái lụm. Đúng rồi. Đó, lái giống con rồi đó. Nhặt tiếp trứng. Nè, lái tiếp nè. Nhặt trứng là nhật trắng rồi nãy chị lái gì đó. Tiếp tục. Đúng rồi, nhật trắng nữa. Trả lời đại đi, 10 trứng đi. 10 trứng không chính xác. Đáp án là còn 3. Bà con ấy, bà con là còn 3. Ủa, bà con là bòn ca mà. Mày đọc lái sai đó. Không, có nhiều cách lái lắm. Lái về chữ cái, lái về vần và lái về dấu nữa. Đúng rồi. Rồi, đây sẽ là đố tên bài hát. Ngày nào mà rapper Denvol không muốn làm vì anh tự nhận mình làm không tốt. Sao chị? Ok, ngày nào mà rapper Denvol không muốn làm vì anh tự nhận mình làm không tốt. Đố tên bài hát. Không nghe nhạc. Bài mới á. Bài mới ông ra bài gì trời. Trời ơi. Nè, bây giờ nè, biết bài nào của Denvol kể tên đi. 100 triệu năm. Ủa, một triệu năm, một triệu like. 1 triệu năm, 1 triệu like. À. Tiếp. Lối nhỏ. Lối gì nữa? À, đưa nhau đi trốn. Anh đang ở số 1 á, trả lời nhanh cho qua hết thời gian nè. Ừ, thôi bỏ qua. Trả lời đại đi, đưa nhau đi trốn đi. Rồi, không chính xác, đáp án là diễn viên tồi. Okay. Đây là đố chữ. Trường Giang yêu Nhã Phương đến mức đổ bệnh thì gọi là gì? Trường tương tư. Trường tương tư. Có một chữ bệnh trong cái đáp án. Sao gia đình tôi yêu nhau mà bệnh tình gì đây ta? Đó, yêu đến đổ bệnh kìa. Do biên tập á. Hồi nãy nói gì? Sao gia đình bệnh tôi yêu... hoạn. Bệnh hoạn ở đây tùm lum vậy, gia đình tôi đang ok mà. Yêu đến đổ bệnh vậy? Luôn. Cho nên nói đại trường tư đi. Ok, không chính xác, đáp án là bệnh tình. Cái này thì chắc được nè. Tật xấu nào mà ba hay mắc phải? Đố chữ luôn đó. Đố chữ. Sao chị? Tật xấu nào mà ba hay mắc phải? Ba là bố. Mắc bố. Ủa, đúng được mà. Em lấy được á. Em lấy hay á. Hợp chấp lý á. Chấp nhận đi anh. Hợp lý. Được. Hợp lý. Chấp nhận câu trả lời này hay á. Ba là bố, mắc bố. Được. Ba là bố. Không, thật sự ra nếu mà gọi là khắc khe quá thì không được. Nhưng mà về mức độ dễ thương của một người okay, người bà cô miền Tây lên đây thi chương trình thì mình hợp lý chứ đúng không? Đúng. Lên. 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 Lên.
Mắt bố. Dạ, đúng. Anh Giang, anh Giang, nhưng mà em nghe cái từ mắt thằng bố nhiều lắm, nhưng mà mắt thằng bố là bị gì anh? Nó nói hoài á, nó nhiều á, nó nói hoài. Một cái người mà tăng động, không có làm gì mà nó đúng mà cứ cà nhây cà như rồi làm gì đó, gọi là tăng động. Nó không có đi vào một mục đích cuối cùng á, không có tập trung á. À, cứ đi lòng vòng 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 vòng. Có nghĩa là cứ hoạt động hoài không là gì á? Ba phải. Ba phải, ba xạo, ba hoa. Câu hỏi tiếp tục. Đố chữ. Hà đi bán len nhưng không dám bán công khai, gọi là gì? Hà. Đúng rồi, đi bán len nhưng len, không dám công khai. Bán len mà không dám công khai. Bán công khai, công khai, khai không, không khai, khai không. No 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 no. Có một chữ len trong đáp án. Không khai là giấu. Không 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 công khai thì làm gì? Không công khai là giống anh Trường rồi, rồi. Giấu là giấu. Đúng rồi, giấu. Nó nói gì gì vậy? Len giấu. Ai mua là... len giấu không? Len gì? Len giấu, len 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 gì? Len 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 cất, len cất cất là mắc luôn á. Len cái gì? Nó không bán luôn à. Nan, non, nan. Len núp. Len núp. Len len. Len len gì? Len len. Len len. Len len. Len len. À, là em quen gọi là len. Kính thưa quý vị, như vậy là hội final đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu.